thưa quý vị trong phần chót còn lại của chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tạo tiền đề để chúng ta trở về với miền thân thương nhất của bầu trời phương đông tức là việt nam dĩ nhiên chúng ta yêu hy dạ nhưng mà trong hy dạ chúng ta yêu nhất là việt nam nhà thơ nước nào thì cũng không bằng nhà thơ việt nam của mình Vậy thì một trong những chủ đề mà Vĩnh Lạc sẽ muốn đưa tới một cách nhìn chắc là mới mẻ. 100% có mức độ táo bạo bởi vì dám nói ra điều này giữa một cộng đồng mà người ta khuyên rằng nên làm những điều xưa nay ai cũng làm, đừng làm những điều xưa nay chẳng ai làm cả. Mà mình đi nói một điều phản ngược lại với hình ảnh mọi người đã ôm ấp hoài luống giữ trong tim âu chẳng phải là một điều coi trời bằng vung sao nhưng vĩnh lạc không nghĩ vậy Vĩnh Lạc nghĩ rằng đã đến lúc mình phải tôn trọng nỗi đau của các nhà thơ cổ của chúng ta để đừng tiếp tục ru ngủ nhau trong những sự du dương ẩu ơ ví dầu một cách chớp mắt sinh tươi như một cô bé nhật bản cười hi hi rồi nói rằng ôi đẹp quá nhà thơ tội quá không thưa quý vị không đẹp và không tội đó là những tiếng kêu thất thanh của những nỗi đau rất lớn ở một số người rất ít ở miền hy dạ cổ nhưng cái khác là họ đã không chịu để cho đầu óc bị chết hoàn toàn họ đã để lại hay là trời bắt họ bị sót lại cho dù họ đã cố ra tay khoét não vứt đi để chấp nhận được sống một cuộc đời như cây cỏ mà họ không làm được. Họ đã chiêm nghiệm, họ đây cay đắng một điều, họ nhả ra cả một cuộn tơ như con tầm. Ống ánh bằng ngôn từ bề ngoài nhưng bên trong nó gói ghém một thông điệp cứu tôi với. Tôi đau, tôi đau ghê gớm, tôi bị đời làm một vố đau ghê gớm mà tôi không nói được người ta không cho tôi nói, tôi nói thì phạm tất cả mọi giá trị cổ truyền và truyền thống đã dạy tôi. Tôi không nói được. Tôi đã phải nhả ra một số những lời lẽ du dương êm tai để làm cho những người chung quanh tôi họ không tách tôi. đã nói ra điều tôi đau. Nhưng mà tôi xin những người sống sau tôi, một ai mai sau này có nhìn tới, đọc kỹ lại, nếu ai sinh ra ở một thời đại sau này, người ta cho phép nhau dùng trí óc để phán đoán người ta cho phép nhau dùng biện luận để lý giải vấn đề người ta không còn bắt buộc nhau phải chấp nhận cái hiện thực trước mắt như là cái lý tưởng đi nếu có bao giờ hậu sinh đến được một thời đại làm được điều đó xin hãy gỡ mối oan này cho tôi nói cho mọi người biết rằng tôi đau tôi khổ tôi khốn nạn tôi sống một đời tôi ăn không ngon cơm, tôi ngủ không nhắm mắt, tôi dằn vặt trong đêm. Tôi sáng dậy tôi nhìn bầu trời, bầu trời xám xịt. Và khi đêm tới, trong phòng của tôi, mọi thứ giá băng như là một cõi bắc cực quanh năm ở trong lòng tôi. Hãy nói cho mọi người biết rằng đằng sau những lời lẽ du dương ấy là một nỗi đau thật. Nó không thể là đề tài cho vài ba cô ca sĩ cầm micro lên sân khấu, uốn éo với lớp váy, kim tuyến, nhiều màu. Mà nếu suy nghĩ bình thường như mọi người thì cũng chỉ là đến thế mà thôi. Đây là một nỗi đau thật. Hãy giúp tôi. Vậy thì chúng ta có thể nói ngay. Nhà thơ có một nỗi đau ghê gớm nhất trong toàn cõi Việt Nam của chúng ta. Xin mạng phép được trở lại với Nguyễn Du. Có lẽ quý vị lại cho rằng Nguyễn Du đã nói rồi. Sao lại nói Nguyễn Du nữa? À, Nguyễn Du là một người việt nam thuộc loại kiệt xuất nhất từ xưa tới nay trong cả một cộng đồng mang chủng tộc đó trong người nguyễn du nghiệm được thấy được và nói được ở mức độ sâu sắc nhất những điều toàn cõi của chúng ta vẫn còn đang phải đối phó mỗi ngày nếu mà chúng ta không đi về mà đọc thêm nguyễn du thì chúng ta khó có thể ngờ được rằng nó có những vấn đề đã thăm căn cố đế và sâu xa đến như thế nào Vậy thì nói đến Nguyễn Du Chúng ta đồng ý với nhau trở lại với Nguyễn Du nhé Và Vĩnh Lạc hứa với quý vị Nó sẽ không bị ẩu ơ Ví dầu ru ngủ Với những vần thơ êm tai Thuần túy nữa đâu Mà nó sẽ làm cho quý vị có thể sừng sốt Đến ngày nhộm lên Nguyễn Du đã nói một điều như thế này Nơi tôi sống Đất nước Việt Nam Mà các bạn ngày nay gọi là thế kỷ thứ 19 nơi tôi sống ở thành Thăng Long và ở thành Phú Xuân hai thành phố mà tôi sống. Tất cả những kẻ thành công trong cuộc đời đều là những kẻ bất tài. Toàn lại trong những người không thành công nếu không có tài thì còn chưa sao mà nếu ai trong đám đó không thành công mà có tài thì sẽ bị cùng khổ và kiệt quệ. Tôi không phải đùa, đây không phải là một ý nên thơ mà tôi nói nhiều lần mọi người cứ tưởng đâu tôi đang làm thơ. Khi tôi nói tài mệnh tương đố, một chữ mà tôi học được trong các nhà thơ Trung Quốc cổ, nhưng mà tôi không phải lặp lại một công thức sáo rỗng của họ mà tôi nói bốn chữ đó bằng cả nỗi đau, rướm máu cả một đời của tôi trong cái cõi mà tôi sống chỉ những kẻ bất tài mới thành công đến tuyệt đối mà thôi. Còn những ai có tài sẽ bị đầy đọa cho đến chết được thì thôi. Có thể nghiến răng cắn lưỡi tự vận chết đi cũng còn sướng hơn là sống ở cái cõi này nếu có trí thức trong đầu. Mà điều này không phải đến bây giờ tôi mới nói lần đầu tiên mà Đỗ Phủ bên Trung Quốc nói trước tôi một nghìn năm thế mà nó vẫn còn ngang nhiên diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống. Cái đó là một sự bất công kỳ lạ mà tôi muốn nêu lên cho tất cả chúng ta được biết. Khổ thay trong cái thế kỷ mà tôi sống, người ta không cho phép tôi nói như vậy. Người ta bắt tôi phải du dương êm ái hóa mọi thứ để trở thành ra một câu thơ mà ả đào có thể ngâm được cho họ trong những lúc đi chơi ngâm phong vị nguyệt. Cho nên tôi mới phải nhẹ nhàng tôi nói bằng chữ tài mệnh tương đố. Cái tài và cái mệnh nó ghét nhau. Nghĩ kỹ lại đi các bạn ơi. Tài mệnh ghét nhau nghĩa là gì? Nghĩa là có mệnh thì không có tài. Mà có tài thì không có mệnh. Đó là cách lịch sự, êm ái, nhẹ nhàng, thấm thía mà tôi tìm ra để nói cái ý rằng chỉ những thằng bất tài mới làm vương, làm tướng ở cái xứ sở mà dân chúng sống cực kỳ khốn đốn và khổ sở này. Chỉ những thằng bất tài. Còn những thằng có tài đều chết đi sống lại còn hơn là đầu thai ở xứ này. Nó nhục nhã, nó đau đớn và nó bị người ta ức hiếp đến cùng cực không thể sống được. Thà chết chứ đừng sinh ra ở cái đất nước này mà đi mang lấy cái tư cách là một kẻ lạm dự phần vào trong giới trí thức mà chết đấy. Sinh ra làm gì thì làm, làm rán, làm chuột, làm gì thì làm, đừng làm thằng trí thức và tôi nói bằng bốn chữ tài mệnh tương đối trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau nó khéo lắm hai đứa tài và mệnh ở trên trời nó ghét nhau lắm chúng ta sẽ trở lại và sẽ tìm hiểu đằng sau bốn chữ tài mệnh tương đối ấy nó còn có những thứ gì xin cảm ơn quý vị